Chào tất cả các bác đã đến với kênh của Việt Phú và trong video mới nhất của ngày hôm nay thì em xin kính chào và chúc tất cả các bác các chủ tịch một buổi tối thật là vui vẻ. Thì lúc em đang quay video này thì là buổi tối em vào đi làm về ngày cuối tuần. Thì hôm nay thì em vừa mới nhận được một cái sản phẩm, đây là một con loa Bose Soundlink Mini Bluetooth Mini 2. Hôm trước em đã có một cái video về con Soundlink Mini rồi, như đấy là Mini 1 đấy. Thì nay là một con Soundlink Mini 2. Thì em sẽ review cho các bác xem là cái series 2 và series 1 thì nó có khác nhau ở cái điểm nào, và đánh giá chất lượng âm thanh của hai cái sản phẩm này thì nó như thế nào. Thì đây là một cái hộp em nhận được. Thì trên cái này thì cái hàng này ấy, thì là không phải là em om về để em bán, mà là một anh ở Hải Phòng, thì em cũng không nhớ tên nữa, mà em có ghi trong cái danh sách đặt hàng của em rồi, thì em sẽ ghi lên thùng và cứ thế là về anh ấy thôi. Nhiều lúc có nhiều bác đặt hàng cho em nhưng mà sau cũng chả liên lạc, thì các bác ấy cũng rất là tuyệt vời, rất là đã tin tưởng và chuyển tiền cho em trước. Sau đấy thì cả một tuần cũng không thấy liên lạc gì, và em cũng quên vì trôi qua tin nhắn Facebook của bác. Tuy nhiên thì danh sách và người chuyển tiền và thông tin thì em đã ghi vào trong cái file của em rồi ấy. Nên là cứ tầm một tuần sau là hàng nó về đến tay, và lúc các bác nhận hàng các bác vào bảo em ơi anh nhận hàng được rồi. Đấy thế thôi. Còn chỉ cần đặt hàng và đến lúc chờ nhận hàng thôi. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã có sự tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian qua. Thấy cũng có nhiều bác bảo nói đùa là hãy đổi tên kênh thành Viết Phú Audio đi, nhưng mà em bảo là em chưa đủ tuổi, chưa đủ tầm để mà gọi là Viết Phú Audio. Em bây giờ chỉ là một người biết nghe nhạc thôi, chứ chưa phải là một người biết chơi nhạc và chưa phải là một người biết chơi đồ âm thanh. Em chỉ nghe nhạc là em đã có thể biết được là cái này nó hay ở cái điểm gì một chút, chứ còn không 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 phải là một người về chơi đồ audio sành, nên là không không dám gọi là như thế. Rồi thì đây là quay lại cái con này thì em mua được cả hộp luôn nhé. Cái này thì em mua trên web đồ cũ của người Nhật, chứ ở cửa hàng thì không có cái con này, không có loại này mà mua luôn. Đấy thì con này cũng Soundlink Mini 2 này thì nó khá đắt này, trước Soundlink Mini 1 thì có rẻ hơn một chút, con này thì nó đắt hơn mấy trăm, và cái tiền mua con này là đã khoảng rơi tầm 3 triệu ở bên này rồi nha các bạn. Thì chuyển về Việt Nam cả công và cái vận chuyển này thì nó lên hơn 4 triệu một tí, thì đã đến được tay của các bạn. Thì cái trên người ta nên biết là cái hộp của con này ấy, nó cũng có những cái vết nứt rách. Đây thì em có dán lại cái băng dính cho nó gọn đẹp. Tại sao người ta hộp rách như này người ta vẫn để người ta bán? Thì thực ra là người Nhật người ta vẫn có cái thói quen dùng những cái hàng second hand, hàng cũ rất là nhiều, vì hàng của họ rất là tốt. Thì nội địa cái có thể là những hàng của công ty Nhật sản xuất, có thể là những công ty của nước ngoài sản xuất, nhưng mà cho thị trường Nhật Bản thì cái chất lượng nó cũng rất là tốt, nên họ vẫn có thói quen dùng cái hàng cũ. Và vì vậy khi mà họ mua hàng thì họ vẫn giữ lại được những cái hộp giấy tờ đầy đủ hết, và cái này cũng là một cái điều mà người Việt Nam mình cũng rất cần để học hỏi. Vì người Việt Nam mình mua về thì thường thường có thể là vứt luôn các cái hộp vì nó chật nhà. Tuy nhiên thì ở bên này thì em cũng thành cũng quen. Trước em có mua một cái nồi lẩu điện này, thì của bên này thì bây giờ em vẫn giữ nguyên được tất cả các hộp xốp rồi thông tin giấy tờ, không không vứt đi một cái tí gì, nó chỉ khoảng 500 nghìn thôi. Sau này có bán hàng cũ thì nó chỉ được khoảng tầm 100 nghìn là nhiều, hoặc là không được thì hoặc là có thể là đưa về Việt Nam ăn được, hoặc là bác nào Việt Nam có cần mua nồi như thế thì em sẽ để hình như này thì bác bảo em mua thôi. Đó, cũng rẻ lắm, hàng chưa sử dụng mới, không phải là hàng mới, hàng cũ vẫn chưa sử dụng. Ở đây là nó mở hộp con loa này. Ở đây vẫn là cái khay thiết kế của cái hộp thì vẫn như là con mini 1 thôi. Đây là cái khay đựng cái hộp của nó. Ở trên này là vẫn là nắp, trên này có thông tin loa bô mini speaker 2, có hướng dẫn cách sử dụng luôn sơ qua. Đây bấm nguồn rồi sạc điện rồi âm thanh bằng tiếng rất nhiều thứ tiếng English, Espanol, French, Germany, Italia, Portugal, New Zealand, rồi rất nhiều, Japan, China,
Đấy, thì đây là cái hộp của người ta còn như thế này, còn loa rất là màu đẹp, nó màu đen đen bạc đấy, khá là long lanh. Con này thì hầu như là chưa có một cái vết xước cũ gì luôn. Hôm nay nhà phòng đã đặt hàng cho em rồi, em đã tìm được con này. Nó khác ở một cái chỗ so với cái con mini 1 là ở đây cái cục sạc, cái cổng sạc của nó thì chỉ còn cái sân sạc USB mà thôi, sân sạc sạc điện thoại của mình nhé, USB Type B ấy. Đấy, và đây là cái chân 3.5 của nghe tai phone. Đấy thì về mặt loa cũng rất là đẹp. Đây, bây giờ em sẽ lôi cái hộp của nó ra cho bác cùng xem. Đấy, lôi ra rất là gọn nhẹ. Thì trong này có, người ta có niêm yết trên web là cái dây này là cái dây có chữ bô của nó, nguyên 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 của cổ nó đây. Nhưng mà cái dây này thì người ta bảo là cái kết nối của nó đã bị kém đi rồi, thì người ta có dùng, người ta có cho một cái dây khác cũng là USB Type B để mà sạc cùng. Đấy, thì cái này sạc điện thoại nên là em nghĩ là ở Việt Nam mình ai cũng có. Và đây là cái đĩa đĩa của cái loa này thì tất nhiên là vẫn như các cái đĩa của đời thứ nhất thì vẫn sản xuất ở Trung Quốc thôi. Loa này, con loa này thì là nó made in Mexico luôn à. Đấy, con này made in Mexico luôn, rất là chuẩn, hàng chuẩn, mẫu chuẩn nhất. Đây, cái đế của nó thì trước ở con đời 1 thì nó có một cái cục sạc tròn như 110i nữa, và một cái USB Type B. Nhưng tuy nhiên ở sang đời thứ hai này thì nó chỉ còn một USB Type B thôi. Đây, đế của nó, đế này cảm giác nó không được chắc chắn như con đời thứ nhất. Và như cái loa này thì cũng nặng tương tự như thế, cũng khối lượng này gần như là tương đương nhau. Đây là cái của nó. Trong này thì có một cái cục sạc của nó, adapter. Con này thì sẽ dùng điện từ 100 đến 240V và 50Hz 300mAh. Output là 5V. Đấy, 5V thì nó mình dùng cái cục sạc điện thoại mình sạc vẫn được, không cho sao. Cái này thì có thể là sử dụng được hầu như tất cả thị trường thế giới, từ 100V đến 240V. Đấy, chỉ cần điện cáo thế thôi. Đấy, sạc của nó. Và tất cả các cái giấy tờ đi kèm hướng dẫn sử dụng tất cả vẫn còn nguyên, người Nhật dùng rất là giữ giữ đồ, không phải là giữ hung dữ. Nhà sẽ bật nguồn lên à. Đấy, khi đặt đến nút nguồn thì cảm nhận của em là cái nút nguồn của con này bấm không xuống tay bằng Connection. con đời thứ nhất. Đấy thì em đã bật cái Bluetooth sẵn của con iPhone của em thì nó kết nối ngay. Khi mà các bác bấm thì nó sẽ tắt cái iPhone, tắt Bluetooth của mình. Disconnected. Đấy, nó sẽ báo là disconnect. Em lên thì cái đèn này nó nháy đều, thì các bác dĩ vào đây thì nó sẽ bắt Bluetooth với con máy của các bác, điện thoại các bác. Đấy, nó hiện lên là Bow Mini 260 luôn. Connected. Đấy, connected. Em sẽ bật một bài nhạc để xem cái chất lượng âm thanh của con loa này. Khi mà dùng cái phím của con đời thứ hai và đời thứ nhất này thì em thấy con đời thứ nhất ấn sẽ sướng hơn, và cái nút phím cái cao su này nó không bị dôi, nó không không dôi như kiểu con này. Em sẽ nghe một đoạn nhạc không lời thôi, tại vì nếu mà có lời thì nó sẽ dính đến bản quyền của người ta, nên là các thông cảm. Nếu mà muốn nghe có lời ấy, thì em sẽ đăng trên link Facebook của em viết phụ, các bác vào đấy để nghe cái video của nó, nhạc của nó. Thì em sẽ nghe một đoạn nhạc không lời, quảng cáo của anh Mạnh Hà. Em vẫn thường nghe nhạc của anh Mạnh Hà. Đây, em bấm nghe tách tách cái nghe này, nghe nó cái đời một nó không tách tách kiểu như này. Khi mà nghe cái tiếng của con này thì em đánh giá theo cái trải nghiệm của em với con đời thứ nhất và đời thứ hai rồi, thì cái con đời thứ hai này thì cái việc tiếng của nó sẽ thanh thoát hơn con đời thứ nhất. Tuy nhiên cái việc trầm bass của con đời thứ nhất thì em đánh giá con đấy nó độc, cái bass nó chất hơn, nó trầm hơn, nó nặng hơn, và nghe cái tiếng bass nó phê hơn. Cái con này thì nghe tiếng lời của nó sẽ là thanh thoát hơn và nghe lời nó hay hơn. Tuy nhiên cái bass thì không thể
không không bằng cái con kia, em nghĩ là như vậy. Còn cái loa nó rất là to, em thì bận một phần tư lên cái tiếng của điện thoại em thôi, mà nghe như này. Một đoạn remix nhạc trẻ thôi. Vinahouse. Trường gian cần mơ, bằng gian kỳ cần có mơ. Yêu chẳng cần cơ, thương ta còn là bao cơ. Các bác có thể nghe được cái tiếng bát nó. Tiếng bát của con này em thấy nó không được nặng trầm như là các bạn có đời thứ nhất. Em vẫn đánh giá con kia bán nó hay hơn. Đấy thì em test qua một đoạn về con này cho các bạn cùng nghe tham khảo và cái đời thứ nhất, đời thứ hai. Đấy, bát nghe đánh rõ hơn. Nó không được nặng như con đời thứ nhất, tuy nhiên nghe vẫn rất là hay. Công suất con này thì nó còn khủng hơn, nếu mà nghe âm thanh thì nó có thể to hơn con đời thứ nhất. Thì em cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em hôm nay. Và nếu bạn nào có nhu cầu đặt một con hàng như thế này, đặt con gì thì cứ liên hệ với Facebook của em sẽ tìm hàng và gửi cho các bác. Chứ em không có mua hàng về nhà để mà bán, mà om hàng để bán thì em thứ nhất không có cái nguồn lực kinh tế, cái vốn đấy, thì nên là em chưa làm được cái đấy. Thì em cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.